chào anh, em đi học về. Hôm nay đi học về sớm này. Hôm nay cô cho em về sớm mà em đói bụng lắm anh ạ. Anh mới mua cho em cái bánh bao đó, em ăn tạm mày đừng đói đây. Anh nấu cơm em ăn nhá. Đây bánh bao em đây. Bánh bao ngon không em? Ngon anh ạ. Cứ ăn nên ngồi ăn để anh đi nấu ăn nhưng mà ăn nhá. Dạ. Vào ăn cơm đi em ơi. Dạ. Wow, hôm nay anh làm món gì cho em mà ngon đấy anh? Wow. Thôi em ăn cơm đi. Dạ em cảm ơn nhá. Cơm ngon quá. Em mời anh. Ăn đi em.